Rồi cái assignment 2 thì thầy cần các bạn làm giúp cho thầy là mình sẽ giống như là mình làm một cái hoạt cảnh để quảng cáo á. Thường các bạn làm thì các bạn làm quảng cáo, ví dụ như giới thiệu sản phẩm chai nước thì các bạn để chai nước từ xa rồi zoom gần rồi xây góc khác hoặc là tạo những cái hoạt cảnh khác. Vậy thì cái này giống như là mình đang dựng một cái đoạn phim để giới thiệu về căn nhà của mình. Tức là lớp 8 mình đã hoàn thiện hết tất cả rồi. Qua assignment 2 thì mình sẽ đặt một cái camera từ cái góc ngoài, tại vì cái này là thầy mượn cái bài lab của trường để thầy làm, còn cái bài mà chúng ta làm á là chúng ta sẽ làm trên cái bài assignment 1, tức là cái căn nhà của mình đó. Thì chúng ta sẽ giới thiệu tổng quan từ bên ngoài này. Từ bên ngoài thì các bạn sẽ đặt cho thầy một cái camera. Cái camera này các bạn đặt cái camera là vật lý bình thường thôi. Như vậy các bạn xem cái góc nhìn, chúng ta đang nhìn ở phối cảnh và các bạn nhấn Ctrl C thì nó sẽ tự động nó tạo cho mình một cái camera. Tự động nó tạo cho mình một cái camera. Như vậy khi mình zoom lại, mình zoom nhỏ nữa, mình sẽ thấy là đây mình đang ở camera nè. Không, mình nhấn chữ V, mình quay ra lại, mình sẽ thấy được cái camera của mình nó đang nằm đâu. Thấy chưa? Do cái góc xoay của mình lúc nãy cho nên nó tự động nó đặt một cái camera. Đây là camera mình mới vừa đặt xong nè. Được chưa nào? Như vậy thì nhiệm vụ của mình là mình đang đứng ở góc này, mình sẽ đi đến căn nhà. Đó, mình sẽ đi đến. Như vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái mà tạo hoạt cảnh á. Thôi tập trung đi, tập trung. Mình tạo hoạt cảnh thì các bạn sẽ chọn ở đây cái chỗ mà keyframe này nè. Thường bình thường mình sẽ không quan tâm đến cái này, bởi vì mình làm cái hình nó ở thời điểm hiện tại thôi, chứ mình chưa dựng phim dạng hoạt hình. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ quan tâm đến chỗ này, set key. Như vậy cái phần này các bạn sẽ quay trở lại cái chỗ là quay phim. Các bạn đã học cái gì mà nó liên quan đến khung hình chưa? Môn 4D đó, nếu mà bạn nào học môn 4D thì liên quan đến khung hình. Một khung hình bình thường của mình, một giây là bao nhiêu khung hình? À đúng rồi, 24 hình giây, đó là khung hình chuẩn. Còn nếu như mà các bạn muốn hình mịn hơn, phim các bạn mịn hơn thì các bạn sẽ cho nó là 30 hoặc là 50 tùy các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn cho phim các bạn nhẹ hơn thì khoảng cỡ 10 khung hình một giây. Phần này chúng ta không giải thích nhiều. Như vậy chỗ này các bạn có thể setup cho thầy. Đó, setup cho thầy. Cái bảng này nó để là frame nè, frame rate, tức là cái ở đây nó cho các bạn là bao nhiêu khung hình trên giây. Đây là chuẩn nè, một chuẩn, hai chuẩn. Đó, như vậy thì nó sẽ cho bao nhiêu khung hình là tùy chúng ta. Ví dụ như các bạn thấy là với cái khung hình của mình, cái bắt đầu thời gian và kết thúc thời gian, rồi độ dài của frame của mình là tổng cộng có 100 frame. Tổng cộng có 100 frame. Rồi các bạn có thể là cho thời gian nhanh chậm rồi gì đó thì các bạn chỉnh ở đây. Như vậy khi mà các bạn giới thiệu cái căn nhà của mình, nếu mà lúc đầu rồi nếu lúc đầu các bạn đặt 100 frame mà các bạn giới thiệu mới vô đến cửa, cái này lúc đó các bạn đặt thêm cái số frame của mình. Mình sẽ cho là độ dài của mình nó lên 200, 300, 500, 1000, 10000 gì đó tùy mình. Miễn làm sao mình đi được hết căn nhà của mình. Rồi thầy giả sử 100 frame thôi. Và thầy đặt từ frame đầu tiên. Frame đầu tiên là cái camera đầu tiên của mình. Đây là cái góc nhìn này nè. Từ cái frame đầu tiên C, đây là cái frame đầu tiên mình sẽ nhìn nè, căn nhà nó ở xa nè. Như vậy mình sẽ đặt chỗ này. Đây cái frame, khi mà các bạn quan tâm đến frame thì nó có nè, từ frame bao nhiêu đến frame bao nhiêu. Mình đặt ở đây, chọn set K.
khi nào mà nó có cái màu đỏ đỏ trên cái thanh này nè thì mình mới đang làm việc với nó, còn nó không có là chưa. Và các bạn set K cho thầy chỗ này hoặc nhấn chữ K. Rồi các bạn set K đầu tiên ngay chỗ phím phím 0. Rồi các bạn dịch chuyển ra, các bạn sẽ thấy nó có cái biểu tượng set K nó khác nè. Biểu tượng chỗ này nó xanh xanh nè, biểu tượng xanh xanh. Đây, biểu tượng chỗ này các bạn thấy nó khác tí xíu nè, xanh 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 chỗ này. Đó, biểu tượng chỗ này nó xanh, còn các cái frame khác không có. Giả sử mình chuyển đến frame thứ 10 và mình làm một cái vấn đề khác là gì? Sẽ chuyển cho thầy cái frame, chuyển cho thầy cái camera vật lý mà hồi nãy mình đặt đó. Camera vật lý cam di chuyển đi. Rồi các bạn đặt là cái cam di chuyển để tí nữa mình chỉnh ha. Chỗ này chúng ta sẽ set K cho frame đầu tiên. Qua frame 10 các bạn di chuyển cái cam này vô trong tí xíu. Đây cái cam này của mình đây nè. Đây là cái cam di chuyển nè. Mình di chuyển vô sâu phía trong. Đó, sâu trong căn nhà. Rồi, như vậy lúc này nếu mà mình chọn ở trong cái frame này, mình coi cái cam di chuyển mình sẽ thấy nó khác. Được chưa? Nó gần hơn. Lúc này các bạn sẽ thấy là mình sẽ xem cái camera của mình nó gần hơn. Với frame số 10 mình chuyển nó vô sâu tí. Chuyển nó qua bên này. Đó. Rồi ok. Như vậy chỗ này các bạn set frame cho thầy một cái. Set key. Tiếp tục mình di chuyển đến cái frame thứ 20 đi. Mình hạ thấp cái camera của mình xuống nữa. Hạ thấp camera của mình xuống, mình đi vô gần cửa luôn á. Đó, ví dụ vậy. Rồi, mình thử mình set key cái nữa. Như vậy thì cái đoạn của mình chạy lại từ đầu đến cuối, mình sẽ thấy nó có khác nhau cái gì. Mình chọn là xem ở camera. Bắt đầu mình cho chạy. Do nó nhanh quá. Do cái tốc độ mình làm từ frame 0 cho đến frame 10, frame 20, tốc độ mình làm quá nhanh. Đấy, như vậy các bạn thấy là thầy đã thay đổi hai cái góc nhìn của camera nè. Như vậy giả sử trước khi mà chúng ta làm lại thì chúng ta sẽ thay đổi cái frame từ frame 1 đến frame 50 đi, rồi đến frame 100 thì cái đoạn phim của mình nó sẽ chạy chậm lại. Như vậy cái này thì các bạn sẽ di chuyển căn nhà của mình từ ngoài, các bạn đi vô xong các bạn sẽ xem cửa nẻo gì đó, sau rồi thì các bạn làm gì, xem từng căn phòng ở bên trong đó. Ví dụ như là các bạn đi vô đến phòng khách xong thì các bạn sẽ xoay camera của mình qua để các bạn mở cửa này chẳng hạn, rồi các bạn đi vô tiếp, cứ đẩy camera vô, nếu mà có lầu thì các bạn đẩy lên lầu, đẩy camera nó đi theo. Như vậy khi mà các bạn chọn xem ở góc nhìn camera nào đó mà cứ tại mỗi thời điểm mình sẽ set cái góc và cái vị trí nó khác thì nó sẽ tự động nó diễn hoạt cho mình thành một cái đoạn phim. Như vậy lúc này thầy đang làm từ frame 1 đến frame 20
Thì làm sao để thầy xuất cái đoạn phim đó ra? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu